Viên Thông Hương Trần, Hương Nghiêm Đồng Tử. Kinh văn: Hương Nghiêm Đồng Tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát với chân Phật rồi bạch Phật rằng: Con nghe Như Lai dạy con quán sát thật kỹ về tướng hữu vi. Giảng giải: Hương Nghiêm Đồng Tử, Hương Nghiêm là trang nghiêm bởi hương trầm. Đồng tử không có nghĩa là đứa trẻ, là người quá nhỏ không biết điều gì cả. Đồng tử ở đây có nghĩa là vào đạo khi còn là một thiếu niên, là người xuất gia khi còn nhỏ chưa lập gia đình. Sau khi Upanishada giải thích xong về nhân duyên ngộ đạo của mình, đến phiên Hương Nghiêm Đồng Tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát với chân Phật rồi bạch Phật rằng: Con nghe Như Lai dạy con quán sát thật kỹ về các hiện tượng hữu vi. Đức Phật dạy con rằng hãy quán sát các hiện tượng hữu vi thật tường tận chi tiết. Kinh văn: Khi con từ giả Phật về ngồi yên tĩnh trong liêu vắng, thấy các tỷ khu đốt hương trầm, mùi hương lặng lẽ xông vào mũi con quán sát hương này vốn chẳng phải là cây, chẳng phải là hư không, chẳng phải là khói, chẳng phải là lửa, đến chẳng dính mắc vào đâu, đi cũng chẳng do đâu, do đó mà mọi ý niệm phân biệt đều được tiêu sạch và con đạt được vô lậu. Giảng giải: Khi con từ giả Phật về ngồi yên tĩnh trong liêu vắng, Đức Phật dạy con quán sát các hiện tượng hữu vi, con liền đi tìm chỗ để ngồi công phu. Thanh trai là nơi mọi người đều ăn chay và cảnh trí rất thanh tịnh. Hương Nghiêm Đồng Tử dùng ý này để xưng tán Đức Phật. Khi con ngồi nơi tĩnh lặng để công phu quán chiếu, thấy các tỷ khưu đốt hương trầm thủy. Hương trầm thủy tiếng Sanskrit là agaru, loại hương trầm này chìm xuống khi thả vào nước nên có tên gọi như vậy. Con quán sát hương này vốn chẳng phải là cây, chẳng phải là hư không. Con quán sát căn nguyên của mùi hương này, nó vốn chẳng phải là từ cây gỗ. Nếu nó chỉ do từ gỗ thì chẳng cần phải đốt lên nó mới có mùi hương. Nếu nó có do từ hư không thì mùi hương phải luôn luôn có, nhưng phải nhờ đốt lên mới có hương. Trước khi đốt lên thì mùi hương không hiện hữu. Mùi hương ấy chẳng phải là khói, hương cũng chẳng đến từ khói, cũng chẳng phải là lửa, đến chẳng dính mắc vào đâu, đi cũng chẳng do đâu, do đó mà mọi ý niệm phân biệt đều được tiêu sạch và con đạt được vô lậu. Nhờ con quán chiếu theo phương pháp này mà tâm phân biệt và sinh diệt của con tiêu mất, con chứng được quả vô lậu. Như Lai ấn chứng cho con tên Hương Nghiêm, tướng của hương trần bỗng tiêu tan, thể tính của hương là vi mật và viên mãn. Con từ Hương Nghiêm mà chứng được A-la-hán. Này Đức Phật hỏi về pháp tu viên thông, như sở chứng của con thì hương trần là hơn cả. Giảng giải: Như Lai đã ấn chứng cho con, đặt tên con là Hương Nghiêm. Hương trần bỗng dưng tiêu mất, và thể tính của hương là vi diệu, ẩn mật và viên mãn. Nhờ mùi hương mà con chứng được quả A-la-hán. Này Đức Phật hỏi về pháp tu viên thông, Đức Phật muốn biết căn nào là viên thông, như sở chứng của con thì hương trần là hơn cả. Ha ha ha,